tại sao con hỏi bác tại sao bên này nó cứ kêu gào là người dân khổ đói lê lết tùm lum tà la Việt Nam vậy, bác về bệnh bác thấy sao? Bác kể nghe coi. Bởi vì tại bên đó tôi buồn cười lắm, nó gào khóc sống trong một chế độ độc tài độc đảng là nô lệ. Tao nghe tao ngồi nghe tao cười ỉa luôn á, đủ. Bởi tao tiếp rồi tao không thèm nói nữa, bởi vì nó quá ư là đủ má. Toàn mặt mặt đâu phải là đòi toàn là tiến sĩ không gian mạng không, mà tiến sĩ không gian á, người ta đặt tên vậy đó, khủng quá. Trời ơi. Bác có thấy con lướt lướt con thấy anh anh Bằng ảnh có đưa lên, ảnh có share lên một cái video của cái thằng Derek nửa dòng trái đất, nó phỏng vấn cái ông nhà báo nào ở bên Mỹ á. À, bác có coi đó chưa? Coi thôi à, có thấy. Ông về, ông cũng qua đây những năm 80, 81 vậy, rồi xong rồi cái giờ ông về Việt Nam. Qua wow, ông đang ở Đà Nẵng á bác Cầm. Ừ. Rồi ông về Việt Nam, giờ ông nghiện luôn rồi, ông nói giờ từ nay về sau ông chỉ chắc ổng chỉ qua đây ổng ở chừng tháng hai tháng ổng thăm, tại ổng còn đứa con gái ổng, rồi ổng qua đây chừng một hai tháng rồi ổng lại về Việt Nam ổng ở luôn. Phải vậy thôi đủ quá, thứ nhất tao cũng muốn ở đây luôn rồi, đủ hôm qua tao nói mà ba chữ quá chừng kìa, bà nói đủ không đi bỏ yeah. Kia đủ ông bỏ tôi hả, tôi nói đủ quá thì bà đi về tôi quanh có coi hả. Đúng rồi, sao bác tính sao chứ, không lẽ giờ không lẽ giờ bác chở qua Mỹ bác ở tới khi nào nữa? Đủ má thôi, đủ má còn mà nói chung cho còn gia đình bên nó còn đông quá, đủ má còn mấy đứa con rồi còn mấy đứa cháu hoài cháu nội gì tùm lum rồi. Thành ra có thể là mình đi mà sống về đó mình nửa năm đủ cũng ok mà. Đi về về phải không? Trời, nhưng mà ở đâu tâm xứ giờ, ở đây nhà riêng mà, nhà riêng của tao nữa. Vậy thì cứ con giờ con chờ mấy đứa nhỏ đi học, má nó học xong cái con giọt quải ở đây riết con quải đuối. Tao bệnh là buồn, tao bệnh mà mới là nản đồ, tối ngày cũng có một mình là đủ má, mà kiếm chuyện làm, bởi vì đi xuống nhà hàng cũng mới có làm đủ má vui. Mà hồi xưa hồi lúc trước còn cuối tuần còn chạy ra ngoài ăn nhậu, mà hẹn mấy bạn ra ngoài mấy cái bo ngồi ngoài nhậu uống bia đồ này kia, xong rồi hồi đi về eo mẹ giờ con nói thôi mệt quá không có đi ra ngoài nữa đâu. Ủa, tao ngồi ở nhà tao like ra lên mạng đồ này kia nghêu ngao ca hát đi ra ngoài ngồi hồi sợ luôn á, không có mạng bò về nữa. Có nhiều khi đang ngồi nghêu ngao bắt biết á hả, ở chỗ con ở có mấy cái quán bar ở đâu thao trong trung tâm nè, đang ngồi ăn nhậu tự nhiên chiếc xe chạy ngang nghe bập tôi nói bà con bay xuống ghế xuống bàn nằm lăn lộn né gần chết, đâu có biết thằng nào bị dính đạn đâu. Sao nó ngộ tao cũng đâu, hôm trước tao gặp mày tao nói vụ là đủ mát, sao cái đám nó nín khe mình không dám nói gì mà đủ quá. Cả động cả nhiều lắm bác. Bác Cầm biết không, lúc này á ở bên đây tụi băng đảng ở bên Mỹ này nè, nó thể hiện với nhau, nó thể hiện với nhau để giống như là lấy số má vậy đó, bác hiểu không? Đó rồi lâu lâu á bắt ra, lâu lâu á nó ra ngoài đường á nó móc súng ra nó bắn, nó bắn dính này dính, nó kêu là drive by á. Đồ má khổ ghê, má có ăn chết ức đồ má chết không có. Thí dụ như mày trận mày có kẻ thù hoặc là kẻ thù với mày địch nào thì không nói, còn này đủ má người ta vô tội mà vô tội, 7-8 tuổi không mà nó phơ mười mấy mạng trời. Chết là chết, vô tội chết tội lắm, coi coi thấy rồi, thấy thương thì thôi, nhiều người đâu có biết gì đâu, cuộc đời đang yêu đời tự nhiên hy sinh, nó thấy không? Cái bà cô giáo bà chết rồi, hai ngày sau ông chồng vừa cái đúng chồng quá. Đi tới tặng bông ngay chỗ cái trường học đám tang, cái về nhà ngẫm tiêu luôn, đau tim bể tim luôn á, giống như sắp là ông bị xúc động quá vậy mà tự nhiên đụng cái khổ thì thấy tội ha, tội rồi. Đó đó là một cái minh chứng, một cái ở văn minh
là tự do dân chủ không, chứ tao đã nói một cái lần rồi, tao nói là cái nền dân chủ của Hồng Mỹ nó đang lớn lên trên một cái sự gọi là bão hòa, hiểu không? Nó không còn phát triển được nữa. Và hôm mấy hôm nay ông của ban tham mưu của ông Biden rồi ông Trung rồi kia đụng má bên Cộng hòa bên cái gì nó trợ, nó không còn phân biệt tôn tư trật tự con mẹ trên tội chửi tới sùm bên dân chủ bên Cộng hòa te tua cũng thông qua cái luật súng này nè, đúng không? Thôi cái luật súng mà bên kia thì đủ cạn, cái bên Cộng hòa thì nó mình mới hiểu ra cái bởi là nó làm đủ trò hết, đủ người ủng hộ người không ủng hộ đủ đủ thừa gì, nó không nó đủ thừa con người chứ nó không đủ thừa cái súng, Đúng nó đủ buồn cười rồi. đủ rầu đủ má, thành ra suốt cuộc đời cái luật mà bị ăn súng không được, Chào nó anh Phi làm Khoa. cản, nó cản không được cái luật của nó bởi vì nó khổ. Mà thấy mà rõ ràng vàng hạ cám, mà thấy cái chính phủ nhà của Mỹ hiện giờ đang cái thằng Việt Linh ở bên cái tài của thằng Kali Today nó nói rất là hay, cái thằng tên là Việt thằng đó ở bên Đức nhưng mà nó là cộng tác viên cho cái thằng tài cái gì cái, từ hình Kali Today tài mình ấy, và nó tuyên bố một câu là nước Mỹ hiện giờ đang bất lực, đang bất lực, thấy không? Mà thấy tội nghiệp mà Canada nó làm được mà Việt Nam và Mỹ làm không được, Canada Đó thì coi giống mua như bác Cầm nói, con xin lỗi bác Cầm, con cắt bác ngay cái chỗ này. Giống như bác nói á, là cái đó cũng là cái đa đảng đó, đó là ra đảng gì bác thấy nữa không? Bây giờ cái đó. á, đảng Dân Chủ thì muốn chống, coi như là làm căng về cái luật mua súng ống. Đảng Dân Chủ đòi tăng lên 12, từ 18 tuổi lên 21 tuổi, Rồi kiểm đó tra lý lịch những người đó làm đủ, căng lên. mà phía phía mình còn quà thì bị bảo thủ là có nghĩa là đủ, nó không chịu vậy, đủ Đúng, nó vẫn Cộng hòa nó không chịu. tìm tính thì cho đó tôi nói nó không phải vì lợi ích của dân chúng, mà nhớ kỹ cái điều nha, không phải vì lợi ích của dân chúng mà vì lợi ích của cái túi tiền, nó thẳng là như vậy. Cái đó làm sao mà lợi ích của dân chúng được bác? Dân chúng ở đâu có được khỉ gì đâu, dân chúng nó chỉ Đó là cái nền dân chủ là gọi là tự là đa đảng đó, đa đảng đa nguyên đa đảng của nó là đó vậy. thì đa đảng là nó như vậy. Bây giờ dẹp không được, mà bây giờ dân chủ thì muốn làm căng, mà cộng hòa đó thì muốn Cái bất dễ dãi. ở trên là thượng viện, tao nói cho mày nghe, có ông phát biểu, có một ông kia đạo đức phát biểu rồi ở ngoài xã hội để dân chúng nước Mỹ 99% những người dân nước Mỹ lương thiện họ đều muốn thông qua cái luật hạn chế súng, nhưng mà khi cái phe trái nó đưa lên thì nó lại bác cái điều đó, nó không cho, mà thấy Đúng nó bất công, vì lợi rồi. ích tiền nhiều hơn cái lợi ích của sinh mạng của dân chúng. Thì mày nghĩ mày coi nó coi sinh mạng dân chúng đâu có ra rất là rẻ, bởi vì cái bài báo của thằng Việt Linh nó nói rất là hay, thành ra đó là gì, đó là một đa đảng, đó là cao nhất của thế giới hiện giờ là Mỹ đó. Mà thấy rồi nó không có cái, nó có cái hệ thống dây chuyền của nó từ trên cấp cao xuống dưới kia, thậm chí bây giờ ông Biden ông tổng thống nước Mỹ cũng bất lực luôn, Không có làm được gì không làm được cái gì hết, cái chịu thôi, phải thông qua kia số phiếu nó áp đảo, nó không chịu làm sao giờ. cái đơn giản vậy thôi, là cái tụi tụi NOE, cái tụi mà Hiệp hội Súng trường á, nó đã mạnh từ xưa xưa giờ rồi, có thấy Rồi. không? Nó đã mạnh từ xưa xưa giờ rồi. Nó đó là nó con nó thì theo theo con nha, con thấy từ xưa giờ hình như nó không có theo bên nào cả. Cái ông tổng thống nào nó tụi nó hay lắm, tụi nó theo dõi, tụi nó thấy cái bên phe nào mà nó thấy cái phần trăm mà sẽ thắng á, là bắt đầu nó bám vô cái đám đó, bắt đầu nó đổ tiền vô. Vậy đó, nó dùng tiền À, mà nó đổ tiền vô, nó lobby á, bắt đầu nó đổ tiền vô, nó ủng hộ. Mà tại vì bên Mỹ là cái đó là cái nó làm hợp pháp, ủng hộ thôi, nó chỉ bỏ tiền vô nó ủng hộ đó. Bác thấy kêu không, đó Mỹ bên Mỹ mà muốn đi ra ứng cử tổng thống nó phải có tiền. lộ, có hối lộ, được phép hối lộ đó, đó là hối lộ mà
nó bỏ tiền ra, nó ủng hộ cái phe này là phải, nó thí dụ như giờ đi bác ra bác ứng cử, bác thấy nó đứng ở ngoài nó nhìn vô, thí dụ như con đi là hiệp hội súng trường đi, con nhìn vô con nói ồ à cái ông cầm này coi bộ là thấy là khoảng 70-80% là ổng ngon rồi đó, ổng ấy bắt đầu nó lo bì, nó đổ tiền vô, nó lắp hết đó, nó Từ lắp hết, là thì bây khi mà bác nhận cái tiền, bác ăn cái tiền đó rồi của tụi nó rồi, bác thành tổng thống rồi là bác phải làm được việc cho nó. đúng rồi, Ô mà ngon ngon cương đi, không làm đi thấy cái cửa cảnh liền. Con có hôm bữa con có share lên một bài trên tin tức á, là 3 ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật mà hôm bữa là bắn ở trường học, là bữa thứ ba thứ tư gì là ngay cái cuối tuần đó, là tụi nó cái đó là cái tụi nó đã tính rồi là hàng năm á, cái đại hội của tụi xuống trường á, nó đi vòng vòng, nhưng mà năm nay sao nó ngay Houston, nó ngay thành phố Houston, Texas là đau. đó, bác biết sao nó đã xong cái ngày đó là bắn nhau gì, thì cái cuối tuần nó vẫn tổ chức bình thường, mà nó chuẩn bị luôn nha, nó chuẩn bị rất nhiều tiền mặt, bác thấy ghê chưa, nó chuẩn bị rất là nhiều tiền mặt để chi, lỡ mà có cái hội đoàn nào, lỡ mà có một cái nhóm cái băng nào mà đứng lên cương với nó là nó sẽ lấy tiền ra nó lắp vô. Bởi vậy mà Ở đất trên càng lúc trang nhà Facebook con còn đó, có cái bài đó bữa con đưa lên đó. đó 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 là cái đa đảng đó. Thì thử làm sao mà mấy ông tổng thống có cửa nghiêu ngao, làm sao mà có cửa ấy. Tổng thống mà còn bất lực luôn Con đã nói rồi, từ hồi xưa đến giờ bao nhiêu vụ rồi, bây giờ mấy thì ông chỉ tới cái chuyện đầu tiên kéo cờ rủ xuống, cái lá cờ kéo xuống chia buồn, thấy không? không đâu Cái là vàng bạc thôi. đó, cái thứ hai là ông tổng thống hay là ông thống đốc hay cái gì đó bay tới cái chỗ đó, bất cứ chỗ nào bay tới đó chia buồn, gặp bà con bắt tay, sorry for your loss, là giống như là ta xin lỗi những gì mày đã mất. Rồi xong quay qua quay lại con nói 1 tuần 2 tuần sau trở lại như cũ. Đó đó là một cái hệ thống mà Không có dẹp được. người